chồng mê gái đẹp. Đoạn đường đi qua ngã tư đường Sơn đang có lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc. Xin chào bạn, nếu bạn nghe được thông tin này, chứng tỏ bạn là một người rất may mắn. Bạn và người thương được mời tham gia một chuyến du lịch mang tên chuyến du hành tình yêu. Không cần tìm kiếm, chúng tôi sẽ tự đến với bạn. Bây giờ quảng cáo lại xen ngang đài phát thanh nữa, đúng là hết chỗ nói. Báo cáo công việc hôm nay đây ạ. Cảm ơn em. Hôm nay mấy giờ anh về? Hôm nay có cuộc họp, chắc anh sẽ về hơi muộn. Em cũng phải đợi anh đâu. Anh nói cuộc họp giờ lại rồi mà. Hôm nay ngày gì anh nhớ không? Họp đột xuất, làm sao tránh được em. Thôi anh cúp máy đây, về anh sẽ mua quà cho em. Anh Dũng tâm lý quá ha, mua quà cho vợ thường xuyên. Nhiều khi chỉ là câu cửa miệng thôi em à, để dễ đi với bạn bè. Em hiểu mà, các chị lúc nào cũng tìm cách bó buộc chồng mình. Nếu như là em sẽ để chồng phải giữ mình, chứ mình không cần giữ chồng đâu. Em thì nhất rồi, đàn ông ở công ty này ai cũng ao ước được em để ý tới còn gì. Còn anh thì sao, anh có muốn như thế không? Anh thú thật là em không cần ai để ý, chỉ cần một người thôi, người đó là anh đó. Anh nhìn này, em tình cờ có voucher tour du lịch đặc biệt tên là chuyến du hành tình yêu, nghe nói thú vị lắm, anh có thể đi với em được không? Anh lại uống say rồi phải không? Họp hành gì mà uống nhiều như vậy? Thế họp xong thì không cần ăn uống à? Cứ về đến nhà là cao nhau, bực cả mình. Dũng, sao con lại to tiếng với vợ như thế hả? Mẹ lên hồi nào vậy? Em đã dặn anh là hôm nay mẹ lên chơi, nhưng anh không nhớ gì cả. Cô thì biết cái gì, công việc bù đầu ai mà nhớ được chứ. Con xin lỗi mẹ, con đi ngủ đã, có gì mai nói chuyện nha. Ôi, An à, hai vợ chồng con có chuyện gì phải không? Lần nào mẹ lên á cũng thấy thằng Dũng nó cáu kỉnh với con thế. Chắc là vì công việc của anh ấy bận quá thôi mẹ ạ. Gì đây nhỉ? Chuyến du hành tình yêu. Anh sẽ có quà cho em. Ôi, thì ra anh ấy có chuẩn bị quà cho mình thật. Tự nhiên lại thành ra thế này cơ chứ. Chưa đi được là thế nào? Đã có vé rồi thì cứ thế đi du lịch thôi. Nhưng mà hiện tại thực sự con rất bận. Con mua cái voucher đó cho An vui thôi. Hay là mẹ đi cùng cô ấy, coi như là một chuyến du lịch đi. Thôi thôi không có được, bận gì cũng không bằng gia đình. Gác lại hết đi du lịch với vợ một chuyến đi. Mẹ thấy hai vợ chồng con cần hâm nóng tình cảm rồi đó. Anh chị may mắn lắm mới được tham dự chuyến du lịch này đấy. Có gì mà bay chứ, chỉ là du lịch thôi mà. Không đâu, cơ hội là 1/10 vạn cặp đôi. Nó chứng tỏ anh chị rất có duyên đấy. Đúng là vớ vẩn, mấy chiêu quảng cáo rẻ tiền. Anh Dũng, anh tỉnh lại đi, đến nơi rồi. Hả? Đây là đâu thế này? Khu du lịch gì mà vắng vẻ thế? Còn vợ tôi đâu? Đây là một không gian đặc biệt, nó giúp anh du hành thời gian được dễ dàng hơn. Vợ anh cũng đang ở một nơi tương tự. Anh nói gì tôi chẳng hiểu. Cái gì mà du hành thời gian, rồi không gian đặc biệt cái gì? Đây là vòng tròn thời gian. Nói đơn giản là chuyến du lịch của chúng tôi sẽ cho phép anh đi đến một quãng thời gian bất kỳ mà anh lựa chọn. Chuyện này là thật sao? Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Nếu anh không tin, anh cứ chọn một ngày rồi bước qua vòng tròn thời gian này. Tôi có thể chọn một ngày bất kỳ sao? Đúng thế, nhưng nó phải liên quan tới người đồng hành của anh, tức là vợ anh, vì đây là chuyến du lịch tình yêu mà. Thế thì còn gì vui nữa chứ? Ngày nào mà chả nhìn thấy nhau đến phát chán ra rồi. Anh hãy nghĩ xem có điều gì anh muốn biết về vợ mình không. Ngày nào cũng nhìn thấy bộ mặt cao có của cô ta, hay là hôm nay
mình thử xem ngày nào cô ta vui vẻ nhất ha. Tôi muốn đi tới ngày bà vợ tôi cười tươi nhất, rạng rỡ nhất. À, được, mời anh bước vào vòng tròn. Trời ơi, chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy rạng rỡ đến như thế. Đúng là nụ cười đã làm mình rung động. Nhìn em hôm nay đẹp lắm. Anh thích vợ anh luôn như thế này. Anh nói thế là có ý gì? Chúng ta đã ly hôn mà. Anh không ngại cô Bích hiểu lầm mà. Cái gì? Ly hôn? Dù sao cũng cảm ơn anh đã khen. Nụ cười hôm nay của em là kết quả của bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vì anh. Vì nếu kéo một người chồng vô tâm, ích kỷ như anh. Em nói sao? Giờ thì em đã tỉnh ngộ rồi. Em thấy rất hạnh phúc và tự do. Em sẽ sống cho riêng em. Chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa. Khoan đã, An ơi, An. Thế có nghĩa là sao? Chúng tôi sẽ ly hôn ư? Nếu anh nhìn thấy điều đó thì đúng là như thế. Cô ấy cười rạng rỡ nhất khi chúng tôi ly hôn ư? Tôi là người tệ bạc đến thế sao? Không thể nào. Đó chính là lý do hai vợ chồng anh được tham dự chuyến du lịch này. Dù ban đầu người anh định đồng hành không phải là vợ. Sao anh biết? Chỉ những người có duyên mới tham dự được chuyến du lịch này thôi. Duyên ở đây là tình cảm dành cho nhau ở sâu thẳm trong tim mỗi người. Có thể anh không nhận ra, nhưng nó vẫn ở đó. Nhưng còn vợ tôi, cô ấy có biết chúng tôi sẽ ly hôn không? Cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Cô ấy lựa chọn ngày mà anh buồn bã, thất vọng nhất. Đó là ngày anh bị phá sản. Anh muốn biết quyết định của cô ấy không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ sát cánh bên cạnh anh. Anh Dũng, anh về rồi sao? An ơi, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc, để nụ cười của em luôn nở trên môi. Em cũng thế. Anh Dũng, anh thấy sao? Em cho anh hai cái voucher này được không? Anh sẽ đi với vợ. Cảm ơn em. Anh. Cô bé muốn được xấu xí. Chị Cúc, chị cho em chơi gấu bông với. Không được đâu, em chơi dơ lắm, sẽ làm bẩn mất chú gấu này của chị á. Em sẽ cố giữ thật sạch sẽ mà. Chị đã nói không là không. Mẹ không thèm nữa, lát em bảo mẹ mua cho em con gấu bông mới, to hơn con này gấp vạn lần luôn. Đây là phần thưởng mẹ mua cho chị, vì được học sinh xuất sắc. Em mà đòi, mẹ cũng không mua cho em đâu. Chị thật quá đáng. Chị suốt ngày chỉ giữ đồ chơi làm của riêng thôi. Nà, sao lúc nào con cũng tranh giành với chị Cúc thế? Thôi cả hai chị em mau thay quần áo đi. Cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối nhé. Vâng ạ. Chị sẽ mặc chiếc váy mới này. Em thấy nó có đẹp không? Chị tự soi gương đi. Chị có vết chàm trên má xấu lắm. Dù có mặc gì cũng không thấy đẹp được đâu. Nà, con vừa nói cái gì thế? Mẹ cấm con nói như vậy với chị Cúc nghe chưa? Con có nói sai đâu. Con gái ngoan, không có gì phải buồn về vẻ ngoài cả. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con gái bố học giỏi lại ngoan ngoãn, thế thì có gì phải buồn nào? Thế con mặc váy nào hả mẹ? Con chẳng có chiếc váy mới nào hết. Cả đống quần áo váy vóc của chị Cúc để lại cho con đó thôi. Chị mặc chật mà bỏ đi cũng tiếc. Con mặc lại có sao đâu. Cần gì phải mua mới nữa cho phí. Thôi, mặc thế được rồi. Nhà mình đi ăn tối đi nào. Nhìn con bé bà bên kia kìa, mặt nó... Cái vết chàm ấy trông kỳ quá. Mặc kệ người ta, ăn đi con, món này ngon lắm. Miếng này ngon nhất đĩa, nhường cho con gái bố. Con gái giỏi quá. Ăn nhiều vào con nhé. Có gì đâu mà bố mẹ phải dỗ chị ăn như dỗ em bé thế. Con không được nói như thế, con cũng phải động viên chị chứ. Dù sao chị Cúc cũng chịu thiệt thòi hơn con nhiều. Bố mẹ ơi, đây là kết quả thi học sinh giỏi toàn thành phố của con.
Trời ơi, con gái của mẹ giỏi quá à. Được mời tới dự lễ vinh danh học sinh giỏi toàn thành phố này. Bố biết là con gái của bố giỏi mà. Nè, con có giấy gì đấy? Dạ, con... Cô giáo mời bố mẹ tới họp phụ huynh ạ. Có phải tại kết quả học tập của con lại đứng đội sổ không hả? Dạ, dạ cô nói con không làm bài tập về nhà nên... Sao con lại không làm bài tập về nhà? Dạ, tại khó quá ạ. Bố mẹ bận, chị Cúc cũng bận học bài của chị ấy. Nên con không hỏi được ai. Trời ơi là trời, sao mà tôi lại sinh ra đứa con kém cỏi thế này chứ? Hôm trước thì cô giáo mời phụ huynh về tối trốn học đi chơi. Hôm nay thì... Trời ơi! Hey, con nhìn chị Cúc kia kìa, lúc nào cũng là học sinh giỏi toàn trường. Còn con, bố mẹ đến xấu hổ vì con. Bố mẹ lúc nào cũng chị Cúc. Chị Cúc thì có gì chứ? Chị ấy là kẻ dị dạng, xấu xí. Nè, im ngay! Không sao đâu con, con gái mẹ giỏi giang mà. Đi vào trong nhà ngay. Em phải quán triệt cô bé Na. Dạo này anh thấy nó hay gây gổ với chị nó, nói những lời tổn thương tới con bé Cúc. Ừ, em biết mà. Con bé Cúc vốn bị vách chàm trên mặt nên phải chịu nhiều thiệt thòi. Em sẽ nhắc nhở con bé Na. Na, Cúc ơi, ra ăn cơm đi các con. Con ra ngay đây ạ. Còn Na nữa, con đâu rồi? Con đây. Con làm trò gì thế? Thế này thì quá quát lắm rồi. Con còn chế nhạo trẻ con nữa à? Na, đi đâu đấy hả? Đứng lại. Thôi kệ nó đi anh ơi. Chắc nó sang nhà bà nội thôi mà. Còn với cái, hư lắm rồi. Mẹ ơi, nhật ký của em Na nè, mẹ đọc thử đi. Hôm nay, ngày 2 tháng 7, chị Cúc lại được mẹ mua cho một con gấu bông to đùng. Đó là con gấu bông mình rất thích, chị còn có rất nhiều váy mới. Mẹ nói là để động viên cho chị vốn thiệt thòi hơn mọi người. Giá mà mình cũng được một phần của chị. Hôm nay, ngày 8 tháng 7, mọi sự tập trung của bố mẹ đều dành cho chị Cúc hết. Mình cố tình không làm bài để cô giáo mời bố mẹ tới trường. Có như thế, bố mẹ mới quan tâm đến mình hơn, nhưng lại bị mắng thậm tệ. Ước gì, mình cũng có một vết chàm trên má giống như chị Cúc. Nhờ vết chàm này, bố mẹ sẽ quan tâm đến mình hơn. Nè ơi, bố mẹ sai rồi, hãy tha lỗi cho bố mẹ. Những con rối phép thuật. Giữa ngày xưa, có một cặp vợ chồng chuyên nghề làm rối. Họ luôn bán những con rối với giá rẻ, với những người nghèo, họ thậm chí có thể cho không. Mẹ ơi, sao trả lại cho họ con rối đó? Mất bao nhiêu công sức mới làm được cơ mà. Cha mẹ làm ra những con rối để mang lại niềm vui cho mọi người, và cha mẹ đã nhận được nó, thế là đủ lắm rồi con ạ. Nhưng A Ung không hiểu được tấm lòng của cha mẹ, cậu chỉ biết rằng mình không được sung sướng như con cái những gia đình buôn bán trong vùng. Lớn lên, A Ung đã chán ngán cuộc sống làm rối buồn tẻ. Cậu quyết định rời khỏi nhà để đi làm ăn xa. Con không muốn kiếm những đồng tiền ít ỏi nữa. Con muốn làm một thương gia có thật nhiều của cải. Cha chỉ có bốn con rối này là vật mà tổ tiên truyền lại. Con hãy mang chúng theo phòng thân. Những con rối này thì làm được gì hả cha? Đây là con rối thần tiên. Nó sẽ giúp con vượt qua mọi nguy hiểm. Còn đây là con rối yêu tinh và thần tài.
chúng sẽ giúp con kiếm được nhiều của cải và làm cho chúng ngày một sinh sôi. Vật tuyệt vời như thế, sao cha không sử dụng đi? Cha đã từng sử dụng chúng, nhưng sau đó cha cảm thấy không còn cần đến chúng nữa. Nếu thế, con sẽ dùng chúng thay cha. Con hãy mang theo con rối quân sư này nữa, và dùng nó khi con thấy buồn nha. Vâng, nhưng chắc con không cần đến nó đâu ạ. A-ung mang theo những con rối tự tin lên đường. Để đến được đô thị phồn hoa, cậu phải vượt qua một khu rừng thẳm. Chết rồi, có sói. Thúi thần tiên, thúi thần tiên đâu rồi? À! Con rối hóa thành người ư? Ta sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thật là thần kỳ. Rối thần, hãy giúp ta trở nên giàu có đi nào. Cơ hội làm giàu sẽ tới ngày thôi, chủ nhân cứ để tôi lo. Chúng ta sẽ làm thế này. Những món đồ này thật là tinh xảo. Cậu quá có con mắt tinh tường, nhưng cổ vật này đảm bảo không có ai có cái thứ hai trên đời đâu. Nghiên mực này bao nhiêu tiền? Nghiên đó giá 10 đồng. Rẻ vậy ư? Chúng tôi làm ăn thất bát nên mới phải bán rẻ để trả nợ, chứ tôi thật không nỡ bán một chút nào. Ông gặp tay rồi. Cậu của tôi muốn yêu thích các đồ vật cổ, cậu sẽ mua hết quầy hàng của ông với giá gấp đôi. Thật sao? Và tất nhiên rồi, không thể để những vật quý rơi vào tay kẻ không hiểu giá trị của chúng được. Cảm ơn cậu, cậu là ân nhân của chúng tôi. Tiền của ông đây. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ đi nơi khác mở cửa hàng, bán những món đồ này với giá cao, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Sao toàn là đá thế này? Trời ơi, ta đã bị lừa rồi. Con rối thần tài dạy cho A-ung cách buôn bán. Chẳng mấy chốc, cậu đã trở nên giàu có. Của cải càng nhiều, cậu càng được các tiểu thương vùng để ý. Nhưng A-ung lại không thích họ. Vì cậu đã phải lòng cô gái thêu tranh hiền lành, cậu thường xuyên ghé đến cửa hiệu tranh thêu chỉ để gặp nàng, nhưng nàng luôn lạnh nhạt với cậu. Có khách muốn gặp con đặt mẫu thêu đấy. Dạ vâng ạ. Lại là cậu sao? Phiền cậu tìm thợ thêu khác đi, tôi không đủ năng lực để tiếp cậu đâu. Khoan đã, vì sao nàng lại ghét ta đến thế chứ? Ta giàu có nhất vùng này, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng mà. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của cậu, nó có được từ những món đồ ăn cắp thôi. Cậu có nhớ tới người thương gia mà cậu đã lừa lấy hết hàng hóa? Người ấy chính là cha của tôi đấy. Hả? Sao? Cha nàng? Cậu lừa hết số tài sản cuối cùng của gia đình tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nợ nần khốn cùng. Ta sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho cha nàng, thậm chí nhiều hơn nữa. Chúng tôi không cần đồng tiền bẩn thỉu đó đâu, cậu hãy về đi cho. Từng lời nói của cô gái như xuyên vào trái tim A-ung. Chưa bao giờ A-ung cảm thấy đau đớn đến như thế. Đúng lúc đó, cậu nhớ tới lời dặn của mẹ. Quân sư ơi, hãy cho tôi biết tôi nên làm gì đây. Những tham niệm đã khiến cậu đi sai đường. Hãy buông bỏ những thứ không phải của mình để có một cuộc sống thanh thản. Nghe lời rối quân sư, A-ung chia hết của cải cho những người nghèo, còn bản thân thì rời khỏi dinh thự xa hoa. Cậu tự tay làm những con rối để trang trải cuộc sống. Giống như cha mẹ, cậu sẵn sàng tặng không cho những người nghèo cần tới chúng. Anh có thể làm giúp tôi một con rối được không? Là nàng sao? Tôi nghe nói anh đã bỏ hết của cải để cho người nghèo. Chỉ có làm như thế, tôi mới chuộc lại lỗi lầm của mình. Rời khỏi cuộc sống đó, tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tấm lòng của A-ung đã khiến cô gái cảm động. Nàng bằng lòng cùng với A-ung trở về nhà để làm đám cưới. Giờ đây, A-ung chỉ còn là một chàng trai nghèo, kiếm sống bằng khả năng của chính mình, nhưng chàng lại vô cùng hạnh phúc. Họa sĩ bất tài. Ôi da!
Hôm nay mẹ nấu phở ba thích đó. Nhưng chừng nào ba đưa mẹ đi khám vậy? Thấy mẹ kêu đau lưng hoài à. Ba bận lắm, giờ còn mấy nhà xuất bản chưa đi. Mà sao bữa nay hai đứa chưa đi học hả? Bữa nay chủ nhật mà ba. Nhỉ. Tại tối qua ba mãi sáng tác quá nên quên. À, để ba kể nội dung cuốn manga mới vẽ cho hai đứa nghe nha. Thôi ba, tụi con phải đi học thêm giờ. Ơi, hai cái đứa này, sao cứ bảo nghe sáng tác mới lại tránh chứ? Còn trẻ mà không thích truyện tranh là sao? Trời ơi, cái nhà này, chả có ai đồng cảm với mình hết. Vợ với chả con. Hà Mi xuất hiện, đám cướp chạy tán loạn. Binh, bóp, hứ, hứ. Anh tìm ai ạ? Dạ, tôi muốn xuất bản một tập truyện tranh. Vậy anh gửi lại tập truyện của mình cùng thông tin cá nhân. Nếu tác phẩm của anh được chọn xuất bản, em sẽ liên lạc với anh lại. Vậy là lại phải chờ à? Dạ vâng ạ, quy trình là như thế. Chán quá, mình không thể ngồi chờ thế này. Phải nhanh chóng xuất bản của manga này. Chắc chắn nó sẽ nổi tiếng không kém mấy truyện Bọn Mèo Mái hay Ngọc Rồng. Sao mình chưa ăn đi? Để tôi còn dọn dẹp nữa. Chắc là ba đang có ý tưởng truyện mới nữa đó mẹ. Mấy này hàng quán bán được không mình? Lạ chưa? Bữa nay mình lại quan tâm tới chuyện khác ngoài sáng tác hay sao? Thì tôi vẫn quan tâm âm thầm mà. Bây giờ nhiều người bán lắm, cạnh tranh nhiều nên doanh thu giảm. Tôi cho người làm mướn nghỉ việc rồi, tự bê hàng cho tiết kiệm. Đợi xuất bản xong tập truyện này, tôi sẽ ra phủ Minh liền. Lại xuất bản truyện tranh à? Bà in cả sắp rồi, đâu có bán được đâu ba. Yên đi, còn nít còn nôi, cứ nghe người lớn nói chuyện. Mấy tập truyện trước in ấn tốn kém, lại bỏ xó. Giờ kinh doanh khó khăn, mình đừng lãng phí nữa. Hay từ giờ mình đừng viết vẽ gì, ra phụ tôi bán quán đi. Thì tại tôi chưa gặp thời thôi, lại có xuất phát muộn nữa. Mình cố đầu tư cho tôi nốt lần này đi. Tôi tin là... Alo. Vậy à? Vâng, để em tính. Nha, mình đầu tư tiền cho tôi in nốt tập truyện manga này đi. Trên mạng người ta bình luận khen truyện tới tấp kìa. Thôi đi ông dẹp vụ đó đi. Ngần này tuổi rồi mà còn vẽ vời hoạt họa. Đang có mối hàng giá hời, tôi còn phải vay mượn khắp nơi gom hàng đã. Mình đây, chả biết nghĩ cho chồng con gì hết. Có tài tác giả truyện tranh nổi tiếng bên Nhật, 70 tuổi vẫn còn sáng tác kìa. Quái lạ, sao không có? Giấu tiền đâu mà kỹ ghê. Ủa, bữa nay chị nhà ốm hả anh? Không, vợ tôi đâu có ốm. Xin lỗi anh, tại mấy bữa trước thấy chị kêu mỏi lưng nhưng vẫn ra chợ bán hàng nên tôi tưởng... Vậy à, tôi đâu thấy cô ấy kêu gì đâu. À, anh nói chị cứ thu xếp đi khám bệnh đi. Món tiền nợ tháng trước chưa cần trả tôi đâu. Tôi biết rồi. Alo, Hiệp à, gặp nhau chút đi. Tôi có tiền để in tập manga mới rồi. Buổi sáng xanh tươi, trái tim lại đập tuổi 20. Ai, xôi lạc, xôi vừng, đổ xanh đen đây. Xôi ơi. Xôi em ngon nhất phố này, mai bác lại ăn cho em đắt hàng nha bác. Nhất trí. Hả, cái này vừa mới tháng trước mà. Cô ơi, cho tôi hỏi một chút. Chân ba buồn thế, sao bữa nay ba về sớm vậy? Ba mệt. Tôi mua giấy vụn ở hàng ve chai về gói xôi. Cả thùng truyện tranh này mới nguyên mà giấy dày, gói thích lắm anh ơi. Ba, mẹ vừa đi khám về, bị thoát vị đĩa đệm nè ba. Hả? Tôi có chuyện này, tôi xin lỗi mình. Tôi biết mình định nói gì.
Thôi, từ nay mình thay đổi là tôi mừng lắm rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.